Từ hàng chục năm nay, hình ảnh chị Lương Thị Huynh và cán bộ thôn bản thường xuyên sâu sát cơ sở, bám nắm địa bàn đã trở nên gần gũi, quen thuộc với bà con bản vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương. Nhờ những hy sinh, đóng góp thầm lặng của chị mà cuộc sống của bà con bản Thái nơi đây từng bước đổi thay. Trở lại thời điểm năm 2003-2008 là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn với bà con dân bản. Nhịp sống của bản nhỏ bên dòng Nậm Nơn bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn bởi sự xuất hiện của tệ nạn ma túy. Bản thân tôi là có em út là cũng từng nghiện là ma túy, là chết sớm. Rồi là chị gái thì cũng có chồng là đi tù trung thân. Rồi là gì cũng có chồng cũng đi tù, rồi là để lại ba đứa con cũng là nghiện cả ba. Lúc cao điểm của bản vẽ là hơn 40 người, mà trong đó đi tù đi về là 28 đến 30 người rồi. Chị Lương Thị Huynh với vai trò là cán bộ trong ban cán sự thôn bản, rồi làm bí thư chi bộ, trưởng bản, đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân về bản vẽ, tránh xa tệ nạn xã hội. Những đợt làm việc của tổ chức đoàn thể, những buổi họp dân bản hay gặp gỡ từng gia đình, chị Huynh đều lồng ghép nội dung chống tệ nạn ma túy, nạn buôn bán người hay bạo lực gia đình. Nhiều gia đình từng là nạn nhân của ma túy và buôn bán người, giờ đã có cuộc sống mới nhờ tâm huyết và công sức không nhỏ của chị Huynh. Như là cảm ơn bà Huynh, vận động chồng cai nghiện được, vận động được con gái lấy về Việt Nam hết rồi. Bà Huynh là khi mô hai vợ chồng cãi nhau đánh được là như bà Huynh đi là đi giúp là cho chạy, không thì là ông chồng là lụp, rồi là dư là cũng đỡ rồi. 55 tuổi đời nhưng 35 năm chị dành tâm huyết cho dân bản. Chị Huynh đã giúp cho hàng chục người vượt qua lưỡi hái tử thần do ma túy. 8 con em trong bản được chị tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay xuất khẩu lao động, giờ đã có việc làm và thu nhập. Hơn 100 hộ dân bản vẽ là gia đình văn hóa, đang tạo nên lá chắn vững vàng để bản Thái này thêm bình yên.